Anh em hôm nay đang trên đường đi tầm lan này, tầm lan rừng, chưa biết là đến chỗ nào có lan thì cứ đi bừa đấy. Đồ nghề chuẩn bị, đồ nghề này nhìn hoành tráng đấy, thực ra có một cái áo chống nắng. Dự kiến là anh em chúng tôi sẽ lên những cái đoạn núi trước mặt đây các bác, đây xa xa đây, nhưng mà chưa biết là lên đoạn nào. Bây giờ là sắp ra khỏi thành phố Cao Bằng rồi. Đường đi rất là khó khăn, sóc âm âm, hơi sóc, xe nhẹ quá. Tại nơi này là cách thành phố khoảng mười mấy cây, gần đến 20 cây rồi. Đây là con đường mòn, tôi bắt đầu đi bộ đây. Bên kia toàn là đồi luôn. Mới các bác thấy con ve rừng hay cái con gì đấy nó kêu bên kia rất là nhiều. Đây, suối ở bên dưới này. Đây này đang xuống dốc. Thiên nhiên rất là tuyệt vời. À đây rồi. Đây đã nhìn thấy rồi các bạn. Rồi, ui đây là một rừng toàn là cây này hoa cứt. Hoa cứt lợn. Từ thấy là ăn luôn. Đấy bờ suối đây. Ui các bạn ạ, đây kiếm rất là nhiều. Kiếm lô hội. Rồi, tôi lên trên này đã. Có bị lội nước không đấy? À đây có cái cầu này. Cầu, một cái cầu bắc qua con suối. Nó được làm bằng 2, 4, 5 cái 5 cái thanh tre. Đấy. Thì nếu có thời gian tôi sẽ đi qua cầu này cho các bác trải nghiệm. Đây một bụi các bạn ạ. Một bụi.
Ui, đường khá hiểm trở. Em bước đây nhé. Bỏ máy ảnh ra đã. Thì đã xuống nước rồi. Vạch hết. Đây, quả đây. Đứt cái cây. Như làm siếc ấy à. Đó rồi. Đây, một bụi kiếm rất là khủng. Có đùng rồi. Tiếc rằng chỉ là kiếm lô hội thôi. Còn nếu mà phi điệp thì chắc không đến lượt tôi ghi hình cho các bác đâu. Bên kia rồi. Bên kia rồi. Kia rồi. Ờ. Nhiều. Nhiều hết nhỉ. Quá là nhiều luôn. Điều kiện mặt rất tốt. Đấy, ở thành phố các bác có thể lấy cái này để cho vào lan này phơi khô rồi xử lý khử trùng. Bên kia có một bụi nữa các bác. Đây gọi là thiên đường của kiếm lô hội. Không biết nó còn loại gì khác không? Nữa tôi sẽ đi tiếp xem. Bãi phân châu. Ở chỗ này không có đường đi phải không? Quay lại. Đi lên cũng được, đi xuống dưới chứ. Bây giờ xuống dưới, bây giờ xuống dưới phải không? À, xuôi theo bờ suối đi. À, bờ suối. Hy vọng là có một cái cây nào đó. Rồi tôi phải đi tiếp đây. Ủa. Ừ. Đẹp luôn. Đây, một dây kiếm. Một giò kiếm rất là tuyệt vời. Đây, lấy cái này ra. Cái này chẳng cây lá chua, phải không? Dây leo lá chua. Đấy, ý giời ơi. Đấy, có một kiệt tác của thiên nhiên luôn. Mà lấy những cái rễ như này về nhà cũng được, nhưng mà thôi. Để thiên nhiên như vậy cho nó đẹp. Đấy, quả. Xem đạp đạp được cây này. Dẫm mà tí nó gãy cũng không số đâu còn cứng lắm. Đây, nó đã quả như này rồi các bạn. Rất to. Ấy da, trông thấy cứng phết đấy, không gùa được. Đúng rồi. Đi về lấy cái giò nhỏ về. Ừ. Bên đây, cái giò nhỏ đây. Trông thế nhưng với không đến. Tại vì tôi phải cầm máy quay phim nữa, nó hơi với khó. Để tôi quay xa cho các bác xem. Mường tượng ra cái cột nó là như thế này. Đây là cái đường đi ven mép bờ ruộng. Đây là những cái bờ ruộng của dân, họ thì chắc là chưa đến mùa, họ chưa làm cho nên là. Toàn kiếm lô hội. Đâu? Đây, ở gì? Cái thể loại này mà tha về được ngon. Ơ, cái à nó vẫn liền nhỉ. Cây này tưởng là cái cọc kia tưởng là rời ra rồi. Đây các bạn, đây có một bụi này, nhỏ này. À đây. Giò này thì có vẻ có thể quay cận cảnh được hơn. Lấy được giò nguyên bản nó sướng hơn chứ. Đúng không? Đây, cái này cây không giá trị mấy nhưng mà sưu tầm. Sưu tầm mà này, này hay mà. Biết đâu được đấy. Về một biến.
Bột đâu chưa biết, nhưng mà cứ ấy, thích thì mình lấy thôi. Rất là nhiều các bạn. Mỗi tội là toàn kiếm lỗ hội. Lỗ hội đây là thuộc dạng là ngắn, không dài. À cũng hơi dài. Hay là kiếm lăng ngắn gì nhỉ? Lấy kiếm lăng ngắn là gì đây? Rồi, có lăng ngắn thì lấy. Đấy phải là ngắn hay là dài hay nó còn nhỏ? Một số ngắn, một số dài, một số còn nhỏ. Chả biết được. Nhiều quá đang hóa hết cả mắt đây. Từ giam đầy. Chưa lót kịp. Đấy, đi trên những cái con đường chẳng gọi là đường luôn, nó gọi là có thể là đi được. Ơi, có những khúc lũa rất là đẹp. Mỗi tội là rất là to. Tiếc rằng không có lan và cũng chẳng mang về được. Ồ, cái này mục hết rồi. Mục rồi, không chấp. Đây, từ cái cây to đổ xuống. Đấy, đây là bờ ruộng của dân đã được cày lên. Đây, tiếp tục một bụi nữa các bạn ạ. Quá nhiều luôn. Cái này vừa lên mầm luôn. Xong rồi. Nhưng mỗi tội là toàn kiếm lô hội. Đây, bên kia có bụi khá là khủng luôn. Từ từ. Đây, phải trèo lên đây. À đây, đây, đây các bạn. Đây. Đấy. Đấy. Hay phết. Đây nữa. Rất là nhiều. Mỗi tội là toàn kiếm lô hội. Cái quả nó giống ngọc hay nhỉ? Ừ. Đây. Tôi phải trèo lên cây để quay cận cảnh cho các bạn thôi. Tôi ngã xuống, bác nào lên vớt tôi phát, không biết bơi đâu. Đấy, tất cả hy sinh vì nghệ thuật. Bên này mới là khủng. Bụi này quá là to luôn. Đây, tôi phải đứng trên cái chỗ này quá treo leo luôn, không có chỗ bám, tay phải bám lên đây, tay trái cầm cái camera cho các bạn đấy. Tiếc rằng đây chỉ là kiếm lỗ hội, nhưng mà thiên nhiên như vậy quá là tuyệt vời. Bác nào có dịp lên Cao Bằng tôi sẽ dẫn các bác đi. Đây, bây giờ lo cách xuống đây. Chắc phải nhảy xuống. Đấy, nãy tôi đứng trên chỗ kia. Ây da, cái này có không? Chỗ này mà nhà mình ở đây thì trồng đầy hết. Đây, đây. Đây chẳng phải đúng không? Ờ, kiếm. Đấy. Toàn kiếm là kiếm. Bác nào mà chơi kiếm lô hội thì rất là tuyệt vời. Ở đâu bên này không có? Không có đâu nhỉ? Đang chuẩn bị đến khoảng giò khủng nhất Việt Nam. Có giò khủng à? Rừng kiếm của Việt Nam. Đây. Rồi, tiếp tục đi. Đây, kia. Wow. Sang kia quay được hay nhỉ. Chỗ này câu cá cũng tuyệt vời. Quá nhiều luôn. Chỗ này phải tạ. Đây là giò kiếm phải nói là khủng nhất từ trước đến nay tôi nhìn thấy. Không biết là ở Cao Bằng thì như thế nào hay là ở chỗ các bác như thế nào, nhưng mà quá là tuyệt vời luôn. Trên cao có chỗ này nếu mà tính gom lại cái trọng lượng chắc phải tính tiền tạ. Vài tạ. À tính trọng lượng là tạ. Vài tạ. Vài tạ là ít, nhiều lắm. Đấy. Khủng con mẹ nó kiếm. Lên. Quá cao.
tiếc rằng là nó ở bờ bên kia. Lúc nào đến mùa hoa ra còn đẹp nữa. Đây không thể sang bên được. Có thể zoom lại cho các bác xem. Phóng to. Đây mới gọi là một kiệt tác. Trên này. Mặc dù là kiếm lô hội thôi nhưng mà đó là một kiệt tác thiên nhiên này. Trải qua rất là lâu. Ui giời. Nhìn cái cây này mình muốn chặt cả cây mang về nhà này. Đấy, và xem trên kia nữa này. Đấy, trên này có một bụi. Tội là cái camera hơi cùi, zoom vào nó hơi mờ các bạn ạ. Ồ, tí nữa có mấy cái lũa trồng lan dưới này ngon đấy. Lấy về. Này, tôi phải lên đây. Ôi, bị khuất. Cành tre. Rồi, tôi đi tiếp đã. Luôn. À, đúng rồi. Đây bụi mũi này, tình hình là đang nghiên cứu lấy quả bưởi. Đây. Đây có cái xào làm quả bưởi êm. Tự nhiên đấy. Ừ. Chỗ này không thể dẫm xuống được. Đây, có một bụi khá là đẹp. Rất gần, quay cận cảnh cho các bạn luôn. Đấy. Nhỏ bé. Ô bên kia nữa kìa nhỉ. Bên kia nhìn mới đẹp kìa. Đấy. Đây, rồi các bác xem nốt cái này rồi ra ghi hình cái bụi bên kia cho các bác. Hình như cái kia phải kiếm lội. Nhìn xa xa không biết. Đây nó mọc trên cây bưởi nha các bác nhé. Bác nào nhà có bưởi thoải mái mà ghép. Nhưng mà đây là lan kiếm lô hội, còn các cái loại khác thì khả năng là nó cũng tương tự thôi. Đây, cho các bác xem cái bụi bên kia, khá là đẹp nhưng mà xa quá. Ô, không phóng to được, sao thế nhỉ? Ở đây. Đấy. Nhìn mắt thường thì khá là rõ nhưng mà vào camera nó hơi mờ các bác ạ. Đấy. Bụi kia lá theo tôi nhận xét thì theo tôi nhìn thấy thì được quả bưởi ngon lành. Theo tôi nhận xét thì lá nó khá là to. Cho nên cái camera tự nhiên phòng to thu nhỏ khó thế. Tuyệt vời, chỗ này mà câu cá cũng đẹp. Đây là cây bưởi, à quả bưởi mà tôi lấy từ trên cây xuống. Ăn rất là ngon, bưởi tự nhiên luôn. Ở nhà đấm quả bưởi vào mồm chắc còn không thể ăn được nhưng mà đi ăn thiên nhiên kiểu này rất là ngon. Khá ngọt. Mỗi tội quên không mang gì theo để chấm. Mời các bác nha. Đấy, có cái thác nước nhỏ nhỏ. Khá hay. Lũ thường lan thì các bác còn lấy lũ thường lan. Đây, có cái lũ khá đẹp này. Mà tiếc rằng là không ra đấy được. Có thời gian thì chịu khó mon men ra đây đi ra cũng được. Nhưng mà thôi, không có thời gian. Mai tôi lại phải đi xa, đi công tác rồi. Đây là hôm nay buổi chiều tranh thủ. Bây giờ là 2 rưỡi rồi. Ngày mùng 10 tháng 2, nghĩa là mùng 6 âm lịch, Tết âm lịch năm 2019. Hai anh em đi vào đây tìm số giống lan. Nhưng mà toàn thấy mũ
Ui gió mát thế. Toàn thấy lan kiếm, lô hội là chính. Ở Cao Bằng thì những cái độ thấp như này thì chỉ có lan kiếm thôi. Tôi tiếp tục đi, phát hiện bên kia có một cái cây dâu mực. Đây, sang đây ghi hình cho các bác luôn. Tuy nó là một cái loại nó không quý nhưng mà thôi thì nó là lan thì cũng đã tốt rồi. Đây, dâu mực nha các bác nhé. Loại này thì ở những cái chỗ thấp như vậy và vùng đất Cao Bằng thì cũng khá là nhiều. Đây. Hoa này, là hoa này. Nó tuy nó không giá trị về mặt kinh tế nhưng mà tôi nghĩ là các bác chơi lan có sưu tầm cũng khá là hay. Đâu đẹp luôn, nó nhỏ xinh xinh, còn đang ra hoa luôn. Đâu đây à, đây à, dâu mực á? À đây dâu mực cạnh kiếm luôn. Nó cạnh nhau. Đây có bụi kiếm nhỏ này. Đấy, xa xa dâu mực ấy, quay góc này đẹp này. Ừ. Đấy, đây còn đây cây dâu mực này. Cái đây nó rụng ra rồi. Không biết được, khả năng bị ấy đấy. Thôi, đi cầm về đi. Cầm về làm tín lộc. Xong cái cây này, để tắt cho. Ui, kiến nhiều lắm. Đây này. Ui, kiến nhiều lắm. Rồi, đẹp xíu ạ. Quả luôn đấy. À, hay là quả luôn. Đây, đây là quả dâu mực nha. Nhìn như khế. Ừ, rất tươi tốt luôn. Thôi, có lẽ để đây thôi. Lấy lên quay phim cho các bác. Để đây cho nó sống. Trả lại với thiên nhiên. Cây này có bụi nào? Em đang soi, xem có không? Chưa biết được. Nghe ho không? Chưa thấy bụi nào. Chào bà. Bái đâu bà? Bái đâu bà? Đúng bài hả? Bên này mà, bên này sao? Chơi đó. Lan phải liều. Phải liều đai á bà. Dạ, bên tem bên kia. Đấy, đây là người dân địa phương. Một bà cụ đang đi tìm trâu. Đấy. Ra tận bên kia rồi, trâu sang bên kia rồi. Xa xa lại kiếm thấy cây cơi rồi. Ờ nhìn. Đây, không biết các bác nhìn thấy không? Để tôi zoom lại. Đây, có một bụi trên cây cơi. Đấy, cây cơi đắng thế mà nó vẫn mọc bình thường. Cây cơi là loại cây mà hồi xưa tôi còn. Hồi xưa tôi còn nhỏ tôi thường mang về đun hoặc là đập lá nó ra để thả cái nước bã của nó xuống những cái nơi có những cái vũng nước có những con cá để nó xay nó nổi lên. Cây cơi bờ sông rất là nhiều, không biết chỗ các bác gọi là cây gì, tôi gọi là cây cơi. Ở trên bên kia là nó rất là nhiều cây cao, không biết là có gì hay ho không. Cái này không có. Đấy. Bà cụ người địa phương cho nên là biết chỗ nào nông sâu đấy. Bà lội sang để bắt mấy con trâu về chuồng này. Bên kia mà có bụi phi điệp thì anh em chúng tôi chắc cũng chịu khó lội xuống, lội sang. Nhưng mà tiếc rằng phi điệp thì những nơi thấp thấp này không có. Kiếm lô hội là nhiều.
Đâu? Cái to rồi. Ôi nhìn. Bước ra đây nó quay. Bên kia thấy một bụi. Không biết mấy cây này có không. Đây. Bên kia có bụi rất to kìa. Nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ chinh phục cái ngọn đồi bên này, khá là cao các bạn. Có khi là phải lên những cái ngọn đồi như thế nó mới có những cái loại quý hiếm và đắt tiền. Còn bên dưới mặt nước này khả năng chỉ có loại kiếm là nhiều. Và anh em chúng tôi đi chơi là chính. Đi ghi hình cho các bác là chính. Ờ, chỗ này nhiều đấy nhỉ, trong kia. Ui, kiếm nhiều quá. Đây, cái loại này lá dài. Quá dài luôn. Bên sông. Đấy, trên này nữa. Đây nữa. Phải nói là đây là một cái thiên đường về kiếm lô hội. Đây các bạn. Ôi giời. Hai cái bụi. Bên kia một cây. Cũng phải nói là hơi nhiều. À bên kia có đường kìa nhỉ. Bên kia có đường kìa. À đường chắc cũng vào nhà dân. Đây, đây có một bụi trên này. Tiếc rằng toàn kiếm lô hội. Kiếm khác có phải hay không nhỉ? Hôm nào cầm phi điệp gieo ở đây. Gieo xong không kịp mọc. Mọc ra vẫn lại không biết anh em mình. Cái điều kiện quá tốt nhỉ. Kiếm này thân rất dài luôn. Đây, tôi đo thử cái này nhé. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang. Dài mét các bạn. 5 gang. Tầm 1 mét, hơn 1 mét một chút. Quá là dài luôn. Để xem nào. Đây bên này ánh sáng tốt hơn. Đấy. Nhưng mà cũng nó cũng chỉ là một bụi kiếm thôi. Kiếm lô hội thôi. Đi mãi chưa thấy có loại gì khác. Đấy, rất là nhiều bên này nữa. Đấy, dưới cái cây to này. Thật sự mà nói thì quay phim cây này lại muốn dơ sang cây khác. Đây là cây vối đúng không? Đây là cây vối. Đây là nước vối đây. Nước vối các bác ở thành phố hay uống nước vối là có cái vị của cái cây này đây. Đây là cây vối tự nhiên mọc từ bờ suối. Khá là to. Có lan ở trên. Nhưng mà cũng toàn lô hội. Phải nói là thiên đường của kiếm lô hội. Đây. Lá dài chỗ này cũng phải tầm 1 mét hoặc là hơn. Chỗ này hết đường rồi nhỉ? Hết đường rồi, chắc phải quay lại. Hãy còn. Đây.
khả năng đây là cái cây cuối cùng trong cái quãng đường bờ ruộng này tôi ghi hình cho các bác. Bờ ruộng và bờ suối luôn, tại vì là bây giờ không còn đường đi nữa, muốn đi tiếp có lẽ phải lội suối. Đến đây là cái vách đồi rất là cao. Ở kia đây, xem trên cây vải này biết đâu có. Thế này có một cây vải này, hay cây nhãn này, nhãn đấy nhỉ? Nhưng mà chắc không có đâu. Đây, rất là to, không biết có không. Chắc không có, có là nó to đùng ngay. Hoặc có cũng bị vặt rồi. Không đến lượt anh em mình khám phá rồi. Thôi, giờ chúng tôi phải quay lại cái chỗ lúc nãy và khám phá một số nơi khác nữa, tại vì hết đường rồi. Được, vào tầm tháng mùa hè nhỉ? Được. Các bác đăng ký theo dõi kênh của tôi nhé, để hôm nào vào mùa kiếm lễ hội nở hoa ấy, tôi sẽ tiếp tục đi ghi hình cho các bác về cái nơi gọi là thiên đường kiếm này. Khả năng lúc đấy thì sẽ thuyết phục được một số bác mà không thích loại kiếm này. Xem có cái lũa nào không, tí xem cái nào ngon ngon tha về cả. Cái này mục lắm, cái này thì ngon mà cũng mục, hơi mục mục lắm. Đấy, được đây, được đây, được đây này. Rồi rồi, ok, cứng này, ngon 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 đấy, cứng đấy, cứng rồi, ok. Đây, không biết là các bác thấy thế nào, tôi thấy khá là đẹp rồi đấy. Miễn nó là cứng là được, về chúng ta bóc những cái vỏ này trông quá tuyệt vời. Ui, nhưng mà trong này khả năng nó có tổ kiến rồi, em muốn về ghép phải cưa bớt đi. Bây phải làm nào cho nó dựng được như này chuẩn. Được, coi quyết định tha về. Đây là thành phẩm thiên nhiên à, tại vì đây là những cái khúc củi mà nó trôi theo bờ suối này chảy về, tại vì mùa hè thì nước lên rất là cao, cho nên những khúc củi này ở những cái bờ suối nó cũng chảy về hết. Đây là tác phẩm của thiên nhiên, cho nên là chúng ta thấy bờ suối chúng ta cứ nhặt về thoải mái, vấn đề là có cầm về được hay không. Cái dấu mực á? Thôi, anh em tôi đang về đây. Đấy, đến chỗ cây bưởi không lại này. Đây, quay lại cái bụi này cho các bác xem này. Tại vì là lúc nãy ghi hình không rõ. Tôi phát hiện ra là nó là một dạng kiếm hội nhưng mà lá ngắn hơn những cái loại từ nãy giờ tôi ghi hình cho các bác, nhưng mà tiếc rằng là không thể sang bên kia được. Bên kia mà có bụi phi điệp thì anh em chắc cũng bơi sang, chắc cũng phải sang. Ở đây là cây gì nhỉ, quả gì thế này? Ôi, trên kia có một bụi gì, với các bác nhìn thấy không? Để rồi phòng to lên nhỉ. Đấy, thấy chưa, khá là đẹp. Cây này à, quả này nó nhìn giống như là một dạng quả me đấy. Nên chắc chắn là không ăn được, ăn được thì đã hết. Rồi,
tiếp tục đi về. Đây, anh em tôi đang đi vào làng. Trên kia có cây rất là đẹp. Đây là cây có thể nói là cổ thụ. Trước mắt là cao quá các bạn. Thôi, tôi biết rồi, biết mày sủa rồi. Đây là cái cây lan rất là nhiều rau mực. Rất nhiều loại rau mực. Đây. Đây, cây này mà để trồng lan thì rất là tuyệt vời. Kiếm luôn. Phải kiếm luôn. Phải kiếm lưng một cạnh nhau luôn. Tội là ánh sáng nó hơi bị ngược sáng cho nên là cái hình của các bác nó hơi thiếu chất lượng một chút. Các bác thông cảm đi. Cào quạ. Toàn rau mực. Quá nhiều rồi. Thôi biết rồi, biết rồi. Đưa được, xin chào. Thôi. Thế đã. Này, nó rơi vãi lung tung, nó mọc. Mấy cái ổi. Đây là một cái cây lan rất tuyệt vời. Cây lan. Rồi, ok. Mùa hè đi qua đây mới cảm thấy. Đấy. Các bạn thấy đường đi tầm lan vất vả không? Đây chỉ là mùa khô thôi. Còn nếu mà mùa hè qua cái đường này thì xe này chắc chắn là đầu một bên và đít một bên. Đây là những cái đất bùn nó khô cứng rồi mới như này. Đến mùa hè, mùa mưa thì nó sẽ nhão ra. Đi rất là khó. Và đây là điện thoại của tôi thuộc dạng chống rung khá nhất rồi. Không để các bác xem hoa cả mắt. Người thì rất là lắc lư, với tội điện thoại không lắc lư mấy thôi. Đây là một kiệt tác thiên nhiên này các bạn. Đấy, cây mọc giữa trời. Đang trên đường đi về. Đây, anh em tôi đang trên đường về đây. Sau gọi là cũng khoảng là 2 tiếng 2-3 tiếng đồng hồ trải nghiệm một nơi gọi là thiên đường lan kiếm và dâu mực. Thì chủ yếu là lan kiếm thôi. Chúng tôi cũng về, đã đến giờ về. Tại vì muốn đi nữa nhưng mà thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là cũng không còn cái nơi nào có thể gọi là thiên đường nữa. Thì xin chào các bác nhé, tạm biệt các bác. Nhân dịp năm mới thì chúc các bác mạnh khỏe, an khang thịnh vượng nhé. Và tất nhiên là có sức khỏe để chăm sóc những cái cây lan rừng quý báu của chúng ta. Thì nó sẽ còn nhiều tiền. Hẹn các bác một lần khác tôi sẽ đến cái nơi này để cho các bác chiêm ngưỡng hoa. Không biết là lúc đấy còn không. Sau khi tôi đăng video này không biết là còn không. Tuy nhiên thì tôi cũng đến tiếp tục ghi hình cho các bác để cho các bác trải nghiệm và tham khảo. Xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của tôi.